Chào Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật ký phần 2 chiều ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và như thường lệ mỗi buổi chiều vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự và đề tài thứ hai vẫn liên quan tới hoa kỳ quý vị tôi rất là vui khi mà đọc cái bản tin này à, đài truyền hình newsmark tv đã phỏng vấn với nữ dân biểu claudia tenney ở thuộc đảng cộng hòa tại new york và bà đã nói đúng cái ý mà chúng ta đã bàn từ bấy lâu nay. Tức là đảng Dân Chủ đang lấy tất cả những cái playbook của Cộng sản để áp dụng lên dân chúng Hoa Kỳ. Trong phần 1 tôi đã nói với quý vị về cái chuyện của Gavin Newsom. Và cái, cái việc mà đội tước bằng của các bác sĩ trong việc mà khác biệt về ý nghĩa liên quan tới vấn đề gọi là chống đại dịch đó quý vị. Thì trong phần 2 này tôi lại muốn cho quý vị thấy một cái nhìn khác rất rõ ràng từ nữ dân biểu Claudia Tenney của Đảng Cộng hòa tại New York. Bà vừa mới hoàn tất một chuyến đi công du ở bên ngoài về, trong đó có ghé thăm đảo quốc Đài Loan. Bây giờ tôi đi cái tin này trước để cho quý vị thấy rõ là Đảng dân chủ đang áp dụng cái chiêu trò y chang như cộng sản, nó gọi là copy cái playbook của communism. Ok quý vị. Ok, rồi bây giờ chúng ta đi vào bản tin trước đi, rồi sau đó chúng ta mới qua xem coi lời của bà nói có đúng hay không. Quý vị, nữ dân biểu Claudia Tenney của Đảng Cộng hòa tại New York trong ngày thứ hai đã mô tả là đang có tình trạng gọi là hình sự hóa tất cả những cái uh, vụ dân sự ở Hoa Kỳ. Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Newsmax trong chương trình được gọi là Wake Up America thì bà Tenney, người vừa mới có một cái chuyến uh, ra hải ngoại bao gồm luôn việc viếng thăm Đài Loan, nói rằng <laughs> đây là một bằng chứng cho thấy <laughs> họ đang có những cái hành động tương tự như những chế độ độc tài toàn trị ở hải ngoại mọi người đang ám ảnh hiện nay với việc mà họ tìm cách hình sự hóa tất cả những cái vụ án dân sự và trong đó chúng ta thấy nó y chang giống như chế độ độc tài cộng độc tài toàn trị của Trung Quốc đang làm và chúng ta thấy rõ ràng họ đang tấn công vào cựu tổng thống Donald Trump và tất cả những gì của ông Trump và kể cả những người ủng hộ cho ông Trump và tôi đã nhìn thấy điều này bà tenny nói rằng là kể cả khi tôi bay qua đài loan việc mà gọi là phong tỏa và cái kiểu mà gọi là giảm đi tất cả những cái quyền tự do quý vị đã cảm thấy được trong việc mà chúng ta đối đầu với lại đại dịch covid và tất cả những cái March tức là những cái mà từ trung quốc đã bay về hoa kỳ tức là những cái khẩu trang và quý vị thấy rằng là nó có cái tình trạng tự do hay không kể cả đài loan so với cái nhà nước cộng hòa nhân dân trung quốc và à, à, phía của cái uh, Trung Hoa Lục Địa và nền dân chủ, quý vị sẽ thấy rất rõ ràng và nó đã gây gây lo ngại cho tôi. Đây là chế độ độc tài toàn trị, họ hình sự hóa tất cả những uh, những cái uh, những cái uh, hoạt động về dân sự bởi chính Merrick Garland tức là bộ trưởng tư pháp hay là fbi và nó thật sự gây lo ngại cho tôi bà đã bác bỏ về việc mạch cựu tổng thống trump đang có chuyến âm thầm tới washington dc mà bà nghĩ rằng à, ông bỗng đang chuẩn bị để bay tới dự cái tang lễ của nữ hoàng elizabeth đây là cái lời phát biểu của bà và lướt qua những cái lời phát biểu liên quan tới cậu cậu tổng thống Trump đi những gì mà bà nói hiện nay bà tennis bà nói rằng là cái việc bà ca ngợi cái tình trạng độc lập của Đài Loan và bà nói rằng là uh, có uh, có điều bà cũng khen ngợi cái chuyến đi của bà Nancy Duy mặc dù cho rằng Chuyến đi này là chỉ dành riêng cho cá nhân của bà Nancy Pelosi. Mặc dù họ gọi họ là Republic of China, tức là họ gọi họ là Trung Hoa Dân Quốc, nhưng họ thật sự là một cái hình thức dân chủ mà giữa à, lúc mà Trung Quốc đang có những cái hành động gọi là bức hại trên toàn thế giới. Và chúng ta thấy được tại sao có chuyến viếng thăm ở Nam Hàn, và chúng tôi viếng thăm Nam Hàn bà đã viết à, nói về cái chuyến đi của bà và chúng tôi đã viếng thăm Mông cổ và tất cả những nơi à, mà gần như là có cái à, niềm liên hệ giữa chế độ độc tài của Nga và chế độ độc tài của Trung Quốc và rất là rõ ràng à, Đài Loan một thí dụ điển hình họ đã bị bức hại họ là một cái nhà nước cộng hòa nhân dân và tôi rất vui khi mà các thành viên đảng cộng hòa tại hạ viện đã có cái chuyến viếng thăm và tôi hy vọng rằng Nancy Pelosi chia trong chuyến viếng thăm của bà năm tuần trước đây bởi lưỡng đảng và tôi nghĩ rằng là sẽ có một cái ảnh hưởng lớn hơn mặc dù bà ta đã làm cái điều này cho chính cá nhân của bà ta Bà Tenney cũng đã nói về việc mà ủng hộ cái uh, vấn đề quân sự cho Đài Loan. Chúng ta đã có cái đạo luật uh, liên hệ tới Đài Loan tức là Taiwan Relations Act và nó cho phép Hoa Kỳ cung cấp tất cả những cái cần thiết bảo và vũ, vũ khí bảo vệ cho Đài Loan. Kể cả việc Trung Quốc tiếp tục có những bức hại đối với Đài Loan và họ đã có những cuộc, cuộc tập trận ở ngay trên eo biển và gần khu vực và họ đã tìm cách. À, thúc đẩy cái cái gọi là cái thù địch thông qua các thành viên trong quốc hội và đây đài loan là một cái nơi rất tuyệt vời rất là hiện đại và người dân ở đây rất là cảm ơn những gì mà họ đã chọn được người lãnh đạo của họ quý vị đây là lời phát biểu của bà tenny bà là dân biểu của đảng cộng hòa tại new york nơi được xem là quý vị thấy là cái uh, tiểu bang màu blue tức là màu xanh nhưng bà có một cái quan điểm rất rõ ràng và điều bà nhận định rất đúng là đảng Dân Chủ đang tìm cách hình sự hóa tất cả mọi vấn đề xã hội. Không khác gì Cộng sản cả. Quý vị còn nhớ tôi nhắc tới quý vị cái điều luật 331 của Cộng sản Việt Nam. Kiện dân sự nó biến thành tội hình sự và nó kết án người ta. Trong khi đó những cái đơn kiện về dân sự là chỉ giải quyết về mặt dân sự thôi. Nhưng mà đảng Cộng sản đã sử dụng cái đạo luật 331 thành một thứ vũ khí để trấn áp tất cả những ai có tiếng nói đối lập và nó sẵn sàng bỏ tù mặc dù cái việc mà kiện tụng giữa các cá nhân với nhau là dân sự, không bị ở tù. Thì quý vị, bây giờ chính ở Hoa Kỳ đang chơi cái playbook của cộng sản y trang, tức là cái trò của cộng sản là Đảng dân chủ đang tìm cách hình sự hóa tất cả mọi vấn đề. Thì quý vị thấy Gavin Newsom đã biến cái 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 việc mà gọi là tranh cãi về vấn đề y khoa ông ta biến thành luật hình sự để trừng phạt và tước bằng của những bác sĩ. Nếu ông ta ký cái luật này ngày, ngày 19 tây tháng tháng 9 sắp tới đây thì coi như những bác sĩ nào có ý kiến khác biệt có thể sẽ bị tước bằng hành nghề chỉ vì họ khác biệt với lại CDC, họ khác biệt với lại sở y tế hay là bộ y tế. Rồi quý vị, đó là họ hình sự hóa chuyện này. Rồi thứ hai là chính trước đây thì cái bộ an ninh nội địa cũng lập ra một cái đơn vị chống tin giả tức là họ đang tìm cách kiểm duyệt cái tư tưởng của người dân nhưng mà may là bây giờ nó đã bị hủy bỏ và bây giờ họ chơi cái chiêu khác là thay vì họ dùng cái này để mà họ ra luật hay là ra một cái đơn vị mới để mà kiểm duyệt cái quyền tư tưởng của người dân thì bây giờ họ bán trái banh này qua cho các công ty mạng xã hội làm vai trò đó thế cho họ để họ tránh và vi phạm vào hiến pháp của hoa kỳ trong cái tu chính án số 1 và tu chính án số 2. Thì quý vị, lời của bà Thanh Ni nói không sai. Họ hình sự hóa tất cả mọi việc. Kể cả việc tấn công vào nhà riêng của cựu tổng thống Trump, của FBI. Tức là họ biến tất cả những cái vụ kiện dân sự, những cái tranh tụng về bầu cử, hay là những cái tranh cãi về các ứng cử viên hay các cuộc trà xung đột về tranh cử Họ biến tất cả hình sự hóa để họ truy tố và kết án tù. Vậy thì quý vị, cách làm của đảng Dân Chủ có khác gì Cộng sản không quý vị? Bà Tenny nói không sai. Họ đang hình sự hóa tất cả mọi thứ. Và điều này tôi cũng đã nói trong những cái livestream trước rồi. Họ copy y trang cái playbook, tức là cái cái cách thức của Cộng sản đang áp dụng lên. Và những chế độ độc tài toàn tỷ đang áp dụng lên. Quý vị thấy ngày hôm trước, chỉ có năm giới chức lên tiếng yêu cầu là xóa bỏ quyền lực của ông Putin và phản đối cuộc chiến tại Nga là lập tức 5 người này bị bắt ngay. Thì quý vị nghĩ hình ảnh này nếu tại Hoa Kỳ thì sao? Nếu tại Hoa Kỳ thì sao đây quý vị? Họ cũng sẽ bị như vậy. Thì có khác gì độc tài toàn trị với Cộng sản đâu. Và họ đang dần dần tiến tới cái bước này. Đây là tôi gọi là cái tyranny. Sự chuyên chế. Sự chuyên chế của Cộng sản. Bây giờ nó đang phết ao dần ở Á châu thì bây giờ nó đang mọc lên nước Mỹ. Tức là tại Á châu, chúng ta thấy là người ta đã ngán ngẩm với chủ nghĩa cộng sản. Ngay cả những nước quốc gia cộng sản, người dân Trung Hoa Trung Quốc hay người dân Việt Nam là họ đã ngán ngẩm gần chết cái chủ nghĩa cộng sản đang cai trị họ. Thì ngược lại quý vị, ở tại Mỹ này, những kẻ cấp tiến đã bắt đầu thúc đẩy những cái tư tưởng cộng sản và kể cả áp dụng những cái phương thức của Cộng sản để mà tìm cách duy trì và áp đặt người dân. Quý vị biết nước Mỹ xưa nay chúng ta đứng đầu thế giới là nhờ cái quyền tự do ngôn luận. Giống như tôi đã từng phân tích trong cái livestream hồi năm ngoái năm kia. Tôi nói quyền tự do ngôn luận tại sao nó là cái First Amendment của Hoa Kỳ. Tức là tu chính án số 1 của Hoa Kỳ tại vì quyền tự do ngôn luận là nguồn gốc của tất cả các loại tự do khác trong đó có tự do tôn giáo tự do đi lại tự do phát biểu tư tưởng tự do à, sáng tạo nó bắt nguồn từ quyền tự do ngôn luận và nhờ hai cái tu chính đáng số một và số hai mà nó làm cho nước mỹ trở thành vĩ đại nó làm cho nước mỹ trở thành lãnh đạo của thế giới suốt nhiều năm và chưa bao giờ mất đi cái quyền này chưa bao giờ nước Mỹ mất đi cái tư thế lãnh đạo là nhờ vào hai điểm yếu tố này quyền tự do ngôn luận và quyền tự do sở hữu cái quyền tự vệ cho mình thì quý vị đây là hai điều kiện then chốt đã làm nên nước Mỹ và cũng là hai điều đã làm cho nước Mỹ mạnh mẽ bây giờ đám dân chủ cấp tiến này nó muốn tước đoạt tất cả những cái quyền này của người dân nó muốn biến thành cái chế độ độc tài toàn trị giống như Venezuela đã đổi qua xã hội chủ nghĩa, giống như Trung Quốc và đang cai trị dưới Đảng Cộng sản, hay là giống như Nga dưới quyền của Putin, nhưng nó che đậy khéo léo hơn. Và nó nhân danh những thứ mà tôi nói thiệt với quý vị là rõ ràng nó nhân danh chứ nó không phải thật sự. Quý vị, cái việc đại dịch tôi đã từng giải thích với quý vị rồi là ok, nó bùng nổ thì bây giờ chúng ta cần phải đối phó. Thì đối phó bằng cách nào? Là do lòng tự nguyện và thuyết phục chứ không thể áp đặt luật lệ. Chúng ta khác với độc tài toàn trị, ở chỗ là chúng ta kêu gọi lòng tự nguyện của người dân để giúp nhau chống dịch, chứ chúng ta không thể áp đặt luật lệ giống như cộng sản được. Nhưng mà Đảng dân chủ đã làm. Đảng dân chủ và Joe Biden đã làm. Quý vị còn nhớ khi mà cái vaccine nó được ra đời dưới thời ông Trump và nó được FDA chấp nhận. Thì quý vị nhớ lúc đó FDA chỉ chấp nhận với cái tinh thần gọi là khẩn cấp mà thôi. Nó không phải được chấp nhận toàn diện. Để cứu, để mà khẩn cấp hỗ trợ cho người dân chống dịch thôi. Nhưng mà quý vị, khi Joe Biden lên, ông ta muốn chứng tỏ là ông ta chống dịch giỏi. Ông ta áp đặt tất cả các công ty trên toàn quốc là phải buộc nhân viên chích chủng ngừa nếu như không sẽ bị sa thải. Nhưng mà các công ty trên toàn quốc không phải công ty nào cũng nghe lời ông ta. Họ nói no. FDA chỉ áp chỉ chấp thuận cho vấn đề khẩn cấp thôi. Thì làm sao tôi có thể dùng cái này tôi áp đặt nhân viên của tôi được? Tôi sẽ bị kiện. Tại vì tôi vi phạm vào cái quyền tự do của người ta ở trên hiến pháp. Quyền tự do trên cơ thể của mình. Do đó, Joe Biden quay ngược trở lại ép fda là phải uh, approve toàn diện thay vì nó chờ một cái tiến trình uh, phê duyệt và một cái tiến trình thử nghiệm một khoảng thời gian để coi cái phản ứng phụ ra sao và những cái hệ quả của nó ra sao trước khi được approve một cách toàn diện thì joe biden quay ra f fda là phải làm ngay lập tức để áp đặt cái lệnh gọi là chống dịch này đối với các công ty quý vị cái trò này của joe biden đã làm cho người dân mỹ thấy được rằng họ đang bị mất dần cái quyền tự do của họ. Rồi quý vị, chưa kể chưa kể vấn đề này, bây giờ họ nhân danh là misinformation hay disinformation để ngăn chặn cái quyền tự do của mọi người. Ở trên mạng xã hội thì họ đã cấu kết với những công ty big tech để kiểm duyệt rồi. Bây giờ họ thấy chưa đủ. Họ còn áp biến nó thành luật để trừng phạt người khác nữa. Quý vị nghĩ nếu như California mà Gavin Newsom ký cái đạo luật này Thì sẽ còn bao nhiêu tiểu bang khác sẽ đi theo Thì quý vị thấy rõ ràng là đảng Dân Chủ đang copy y chang cái chế độ độc tài toàn trị Không khác gì hết Tức là nó chuyên chế và nó kiểm soát tất cả con người khi mà nó thấy là cái game mà gọi là kiểm soát con người một cách mềm dẻo đã bị vỡ bị vỡ là sao quý vị nó cấu kết với big tech để đưa ra những cái kỹ thuật và thúc giục các công ty big tech đưa ra những cái kỹ thuật mới phục vụ cho đời sống con người nhưng đính kèm trong việc phục vụ cho đời sống con người đó là nó kiểm soát tin tức và dữ liệu của tất cả mọi người quý vị đi đâu nó biết hết Quý vị có tiền trong nhà băng bao nhiêu nó biết hết Quý vị tài khoản quý vị ở nhà băng nào nó biết hết Qua cái phone của quý vị thôi Nếu quý vị download những cái app đó xuống cái phone của quý vị Thì coi như mấy công ty Big Tech biết hết Thì quý vị Nó tìm cách kiểm soát con người Một cách mềm dẻo Thông qua những cái nhân danh Ô oh, cái phone bây giờ nó tiện lợi Nó không phải là cái phone Nó còn giúp cho quý vị giải quyết công việc hàng ngày lên trên internet, vào trong nhà băng, cũng vào cái phone, rồi làm việc với những người mà partner của mình thì cũng qua cái hệ thống phone cũng gửi email tất cả mọi thứ thì nó tiện lợi lắm quý vị nó phục vụ rất là tiện lợi nhưng bên cạnh cái tiện lợi đó nó có agenda tức là nó kiểm soát luôn cả thông tin của quý vị luôn bây giờ quý vị mở google lên quý vị check in một chỗ nào đó là lập tức nó có record lại nó ghi lại ô oh, Ngày đó, tháng đó, ông này đã có mặt và đã sử dụng Google và tìm cái chỗ này và đi tới chỗ này. Rồi trên cái phone của quý vị có hệ thống GPS. Nó có thể kiếp trắc được quý vị đi tới đâu. Nó được nhân danh là lỡ như quý vị mất cái phone, thì quý vị có thể xác định được cái phone nằm ở chỗ nào. Nhưng mà nó vô tình nó đẩy quý vị là quý vị bị nó kiểm soát luôn. Thì quý vị, nó tinh vi hơn cộng sản. Và nó biết nhân danh những cái điều tốt đẹp để mọi người không nhìn ra được cái agenda của họ là cuối cùng không khác gì cộng sản hết. Nó kiểm soát toàn bộ xã hội, kiểm soát cái cuộc sống của quý vị, kiểm soát ngân hàng của quý vị, kiểm soát sự đi lại, lại của quý vị và kiểm soát luôn quyền tự do ngôn luận và tự do tư tưởng của quý vị luôn. Vậy thì quý vị, nó thông qua những cái big tech tức là những công ty về về social media, nó kiếp trắc quý vị hết. Rồi lúc nào nó nói ô oh, cái này là sai Là nó đóng đinh ngay Quý vị mà phát biểu chật một cái Là quý vị bị block ở trên uh, Facebook, block ở trên Twitter Block ở trên Youtube Thậm chí là cái phone của quý vị Nhiều khi quý vị không vào được nữa luôn Nếu như mà nó áp dụng Nó nói ồ oh, thằng này nó có tư tưởng Phản động Thì mai mốt quý vị mở cái phone lên Bấm cái code vô nó không vô nữa Tất cả tài liệu cái gì của quý vị Nằm trong cái phone không mở được nữa Tại vì nó trừng phạt quý vị. Chỉ vì quý vị có tư tưởng khác. Đây là cách mà bà Tenney đã nói. Claudia Tenney. Bà vừa mới đi Đài Loan về. Bà chứng kiến được cái, cái xã hội dân chủ của Đài Loan. Bà nhìn được thái độ độc tài toàn trị của Cộng sản. Và bây giờ bà về đây. Bà nói. Nó copy y trang playbook của Cộng sản. Y trang những chế độ độc tài toàn trị. Nó hình sự hóa tất cả. Tức là criminalize. Tất cả mọi thứ ở trong các cái cơ quan của chính phủ thì nó chính trị hóa tất cả mọi thứ. Ngoài xã hội thì nó hình sự hóa tất cả mọi thứ. Để làm gì quý vị? Mục tiêu cuối cùng của họ là gì? Là duy trì quyền lực cai trị. Tôi gọi là quyền lực cai trị chứ tôi không còn là gọi là quản trị xã hội nữa. Tại vì nó đi tới cái thái độ chuyên chế đó rồi. Nó copy y chang cái kiểu của Trung Quốc Tức là về mặt thì vẫn có vài ba năm một người khác lên thay thế. Hết nhiệm kỳ đi chỗ khác. Rồi người khác lên. Nhưng mà nó duy trì cái sự cai trị của một nhóm người và một đảng phái. Mục đích của họ là thứ nhất là họ thấy rằng lật đổ cái nền tảng của Hoa Kỳ. Lật đổ cái nền tảng Cộng Hòa là mục tiêu của họ. Tại vì lật đổ nền tảng này họ sẽ có nhiều cơ hội áp đặt chế độ chuyên chế hơn. Ngày nào còn giữ được cái nền Cộng Hòa còn giữ cái bản hiến pháp đó thì ngày đó nó không làm gì được hết nó bị giới hạn nó bị kềm chế quyền lực nó bị giới hạn và nó bị kềm chế quyền lực do đó bằng mọi giá từ thế hệ này qua thế hệ khác nó làm liên tục để cho tới khi nào nó lật đổ toàn bộ cái nền tảng cộng hòa nó lật đổ toàn bộ cái bản hiến pháp này để nó thay lại bằng cái bản hiến pháp khác và lúc đó quý vị nó trở thành chuyên chế và nó viết viết pháp theo kiểu của nó y chang như cộng sản cộng sản khi mà dùng bạo lực vũ lực chiếm quyền cai trị thì nó tự viết vô hiến pháp nó tự để cho một đảng của nó cai trị cả đất nước thì đám dân chủ này cũng vậy nhất là đám cấp tiến nó cũng sẽ làm cái kiểu này và tất cả những người khác nó đều label ô thằng này là thằng có tư tưởng phát xích những cái tư tưởng này là những tư tưởng phát xích không thể cho nó được à, tham chính được hay là những tên này có tư tưởng cực đoan không thể tham chính được nó áp dụng y trang như cộng sản giống như quý vị nhớ trung quốc áp dụng ở hồng kông những ai mà không bày tỏ lòng yêu nước nó dân danh chỉ patriot là yêu nước nhưng mà cuối cùng là gì quý vị những người trong đó phải tuyên thệ trung thành với đảng cộng sản thì mới được phép ra ứng cử thì bây giờ quý vị nó đang tìm cách loại trừ ông trump cũng vậy tức là những người nào khác biệt với nó, nó sẽ được dùng đủ mọi cách loại trừ tư cách tranh cử của người ta ra. Khi đối thủ nó quá mạnh, nó không có khả năng chinh phục được khối phiếu, thì nó dùng cái luật lệ này để nó loại trừ ra. thì cộng sản trung quốc cũng vậy, họ sợ là cái nhóm đối lập sẽ chiếm quyền đa số ở ở hạ viện, cho nên nó ra luật này để nó loại trừ hết tất cả những người đó ra. thì đám dân chủ bây giờ cũng y chang như vậy. Nó cũng đang dùng cái pháp lý Để nó loại trừ tư cách tranh cử của người khác Và nó đã thành công ở Ohio Nhưng nó không thành công ở những chỗ khác Như là Georgia hay là Arizona Rồi bây giờ nó nhắm vào ông Trump Nó nhắm vào ông Trump Để nó loại trừ tư cách tranh cử của ông Trump Với cái lý do là Ông vi phạm đạo luật ABCD Quý vị Bà Tenney bà nói đúng Nó copy tất cả những cái gì Từ Cộng sản và từ chế độ độc tài toàn trị Tất cả mọi thứ nó sẽ hình sự hóa Mai này quý vị kiện tụng dân sự Nó cũng biến thành hình sự Giống như cộng sản luôn Rồi nó áp đặt án tù đối với quý vị luôn Thì quý vị nghĩ đi Đó bây giờ Gavin Newsom đã làm đó Có thể làm đó Những ai có ý kiến khác biệt Về cái chống dịch Đều bị tước bằng hành nghề Bác sĩ Tước bằng hành nghề y khoa Mặc dù tôi biết cái luật này nó có ra giống như tôi phân tích nó lên tới tối cao pháp viện nó sẽ bị hủy bỏ. Bởi vì nó vi hiến rồi. Nhưng mà nó đâu phải nó dừng lại quý vị. Năm nay không được, hai năm sau nó đẩy lại. Rồi hai năm sau nó đẩy lại nữa. Quý vị nên nhớ nó chơi từng bước một từ lúc Clinton lên. Nó đẩy dần 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 cho tới bây giờ luôn. Rồi tới chừng năm, bảy năm sau, 10 năm sau nó cũng đạt được mục tiêu. Cứ hai năm nó đẩy vô một lần. Đó quý vị thấy Ai cũng biết cần sa có giá trị về y tế Chúng ta chỉ chấp thuận cần sa trong vấn đề y tế thôi Nhưng mà nó sẵn sàng cho giải trí luôn Và nó đã thông qua rồi đó Tới lúc chín mùi rồi đó Nó nói ô đa số dân chúng muốn Nó đẩy riết để nó bắt đầu nó tìm cách thay đổi Và cái sự thay đổi nền tảng này Nó đang dẫn tới một sự nguy hiểm cho nước Mỹ Và bà Tenny bà nói Bà nói kiểu này thì tôi cũng có cảm giác được và trước đó ông Lin Secraham cũng đã nói. Nếu tiếp tục đẩy theo chiều hướng này thì nước Mỹ sẽ phải đối diện với một cơn khủng hoảng mới. Mà cơn khủng hoảng này xảy ra hơn 150 năm trước rồi và nó có thể tái lập lại. Một lần nữa, tại vì quý vị, vấn đề là chúng ta duy trì cái bản hiến pháp đó Chúng ta duy trì cái nền Cộng Hòa đó Để chúng ta phát triển đất nước Và nó đã tốt trong mấy trăm năm nay Bây giờ nó lật đổ hết Quý vị thấy Venezuela chưa Từ một xã hội mà được quản trị theo thể chế dân chủ Và có một cái nền Cộng Hòa rất tốt Nó lật đổ toàn bộ cái nền này Thì quý vị thấy người dân ở Venezuela Từ thời của uh, uh, Hugo Chavez Cho tới bây giờ là Nicolas Maduro Người dân Venezuela phải sống như thế nào Quý vị đây chính là cái hậu quả mà tôi đã từng nói với quý vị rất nhiều lần. Tư tưởng cấp tiến, nó sẽ làm băng hoại xã hội và nó sẽ đem tới quyền lực cho thiểu số thống trị lâu dài. Tư tưởng cấp tiến chỉ có thể áp dụng trong kỹ thuật và y khoa. Không nên áp dụng trong vấn đề quản trị xã hội. Bởi vì quản trị xã hội mà đi theo khuynh hướng cấp tiến này và cái khuynh hướng gọi là phóng khoáng này đó quý vị nó làm băng hoại xã hội và nó phá hết tất cả những nền tảng mà những nền tảng này lại là những nền tảng làm nên một quốc gia được xem là vĩ đại nhất thế giới quý vị thấy từ bao nhiêu năm nay mình coi như là chấm dứt đề nghị thế chiến tới bây giờ nếu không có hoa kỳ dẫn đầu đối đầu với khối cộng sản thì quý vị nếu trường hợp nó xảy ra thì cộng sản nó nhuộm đỏ cả thế giới rồi nhờ có hoa kỳ đứng lãnh đạo đối đầu với khối cộng sản và làm cho khối cộng sản sụp đổ và nếu ngày nào đó hoa kỳ mất tư thế lãnh đạo trên thế giới thì quý vị nghĩ nga và trung quốc nó để yên à đây là cơ hội của nó nó thống trị cả thế giới luôn nếu không có sự lãnh đạo của hoa kỳ đối đầu lại bây giờ nó phá nền tảng của cái quốc gia mà được xem đứng đầu thế giới nó phá bằng cách là đưa những cái tư tưởng cực đoan vào Đưa những cái tư tưởng cấp tiến vào Làm băng hoại xã hội Và làm băng hoại những cái giới trẻ kế tiếp Ích kỷ hơn Ích kỷ hơn Và trở nên tham lam hơn Thì quý vị Nó khác gì cộng sản tẩy não Người dân ở xứ Trung Quốc hay xứ Việt Nam Suốt bảy mươi mấy tám năm qua Nó tẩy não sạch sẽ hết thì những thế hệ kế tiếp Nó cũng sống ích kỷ giống như cái giới trẻ ở Việt Nam Nó cũng sống tham lam giống như giới trẻ ở Việt Nam Thì lúc đó cả xã hội Mỹ cũng sẽ bị băng hoại Và lật đổ toàn bộ cái nền tảng Vốn đã làm nên nước Mỹ này Tôi nói với quý vị là Lần này may là trong đảng Cộng Hòa Chúng ta vẫn còn những người rất yêu nước Họ nhìn rõ được cái tầm nguy hiểm của đám cấp tiến này như là bà Tenny, như là bà Marsha Blackburn và như là một số những người khác như là Marco Rubio, Ron DeSantis hay là Nikki Haley, Mike Pompeo. Những người này là những người tôi gọi là những người yêu nước thật sự. Họ nhìn thấy được cái tiềm năng nguy hiểm phá hoại của cái lực lượng cấp tiến cực tả và họ đang dùng cái khả năng của họ ngăn chặn cái làn sóng này. Và nếu những cử tri mà không đứng chung với họ Thì quý vị Họ không thể làm một mình được Họ không thể làm một mình được. Họ cần có sự hỗ trợ của cử tri. Để chống lại cái khuynh hướng đang tàn phá nước Mỹ kiểu này. Ok quý vị, đó là cái bài hiêu tinh nhật ký phần 2 của phòng liên quan tới việc mà đảng, đảng Dân Chủ và lực lượng cực tả trong đó đang dùng cái playbook của Cộng sản để áp đặt chế độ chuyên chế đối với người dân Hoa Kỳ. Và nó hình sự hóa tất cả mọi thứ ở xã hội. Nó chính trị hóa tất cả những cái ban ngành trong cái nguồn máy của liên bang. Và điều này nó sẽ gây tới tình trạng nguy hiểm là khi đó người dân phải phản đối và phản ứng với chế độ chuyên chế. Nó sẽ dẫn tới một nước Mỹ bị à, chia rẽ trầm trọng và một nước Mỹ sẽ bất ổn. Ok quý vị, đó là cái bài nói chuyện của tôi ngày hôm nay trong cái Hilton Nhật Ký phần 2. Mong là quý vị sẽ tiếp tục đón xem cái phần tin cập nhật buổi tối lúc chiều tối ngày hôm nay cũng như là những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Mến chào tất cả khán giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye!